nhàng Kim Hành Thảo ạ. À, chiều nay là em có anh Dũng với chị Yến. Diễn à, anh chị ở Bình Chánh nha. Anh chị lên ủng hộ Kim Hành Thảo em một set nữ trang nè. Nay anh lên là sắm nữ trang tặng vợ ngày 20 tháng 10 nè. Đây, anh lựa cho chị hai cái nhẫn. Một nhẫn thương hiệu nè, nhẫn thương hiệu, nhẫn lọng, nhẫn hàng tắm giữa nè. Đó, đây là vàng nhẫn bản nha. Form nhẫn này là một chỉ hơn ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, một chỉ 1/7. Thêm một cái nhẫn hộp trà Pháp. Nhẫn hộp trà Pháp hai tầng tắm nè. Đây cũng những cái đường tắm mo nè, cực kỳ sáng ánh luôn á. Nhẫn dán là dạng dắt sàng nha, đeo sáng ánh. Em mượn tay em đeo luôn cho. Cái này đeo này. Đó, kiếm được cái nhẫn là hay lắm rồi đó. À, hay không? Đây. Khó đeo hả? Ấy chị kiếm mình chết. Sang cực kỳ luôn. Đây lựa thêm một cái lắc bảy cá. Lắc bảy cá chị đeo tay nào? Lắc bảy cá này là 3 hàng nha. Bên em là có 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng luôn. Trọng lượng lắc này là 7 chỉ 3. Cực kỳ sang luôn, không đường nào được chê nổi hết á. Đây. Sáng ánh luôn nè. Rồi, anh còn lựa thêm cho anh là mua tặng chị, lựa thêm cho anh nữa nè, một cái nhẫn long quy. Mẫu đúc nhẫn long quy ngậm ngọc đỏ. Vì một hàng tắm nhẹ quanh quanh con rồng nha. Rồng hả? Cái này là đeo may mắn tài lộc nè, tiền vô. Anh Dũng anh đeo luôn không? Dũng đeo luôn anh Dũng. Dũng đeo em đeo cho. Đeo ngón giữa là tấn tài tấn lộc nè, đó hai anh chị đeo trang sức của Kim Thành Thảo là cực kỳ sang luôn á. Rồi em, chị giá bộ nữ trang này của anh chị là 51.977.000. Em gửi chị hóa đơn nha. Em cảm ơn anh chị đã không ngại đường xa lên ủng hộ tiệm em ha. Em cảm ơn nhiều. À, và địa chỉ tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo. Thì tối hôm nay là có anh Phú, anh ở đâu ghé đó anh? À, nhà ở đâu hả chị? À, ở đây nè, anh ở đây nè, anh ở đâu á? Ấy là anh ở quận mấy anh ghé? À, mình ở bên Đầm Sen quận 11. À, anh ở Đầm Sen quận 1 nha. Ghé mùa tiệm vàng Kim Anh Thảo là hai sản phẩm rất là đẹp nha khách ha. Thứ nhất là một cái dây và một cái nhẫn luôn nè. Dây này là dây hồng công khúc nha. Rất là đẹp luôn. Dây hồng công khúc này trọng lượng vàng của nó là gần 2 chỉ 3 nha khách. Rất là dễ thương luôn nè. Đó, cái khúc của nó từng là chạm máy ha. Rất là sáng luôn và nổi bật luôn ha. Đây. Và đính kèm thêm là cho anh làm anh mua một cái nhẫn nữa nè. Đó. Cái nhẫn này nhẫn giả sòn nha quý khách. Rất là đẹp luôn. Ở cái đai của là đai phun cát luôn nè. Rất là sáng ha. Cái nhẫn này trọng lượng là 2,5 kg. Ở bên trong nó là giáp lòng luôn ha. Rất là êm tay cực kỳ luôn. Tổng giá trị sản phẩm mà anh Phú mua tìm bằng Kim Anh Thảo hôm nay là 17.190.000. Anh đeo luôn nha anh. Cái này đây nè. Rồi cái dây em đeo luôn cho anh nha. Rồi, cảm ơn anh Phú nhiều nha, đã ghé mua tiền vàng của em nha, em gửi hóa đơn cho anh nè. Vậy là em cảm ơn. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiền vàng Kim Anh Thảo nha. Thì chiều hôm nay là có lộc của anh Hiền, mình ở đâu á anh? Tây Thạnh Tân Phú. Dạ anh ở Tây Thạnh Tân Phú nha quý khách ha. Ghé mua tiền vàng Kim Anh Thảo là một cái dây rất là đẹp luôn. Đây, dây này dây xích nha, dây xích vuông móc máy rất là đẹp luôn nè quý khách nè. Đó. Cái dây này trọng lượng là gần 1 lượng 1 luôn ha. Rất là đẹp luôn, khóa là khóa tròn luôn ha. Hàng công ty luôn, hàng công ty 610 bao đẹp luôn nha quý khách ha. Màu xi là cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, cái này cái dây này tổng trị giá là 37 triệu hơn nha quý khách ha. Đeo luôn không anh? Không đeo hả? À? Dạ bỏ cái hộp cho anh nha. Rồi cảm ơn anh Hiền đã ghé mua tiền vàng Kim Thảo của em nha. Cái hộp đó không cái gì cái hộp, bỏ cho khách. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. À. Thì chiều hôm nay là có chị Nhung. Chị Nhung chị ở đâu á chị? Ở Bình Tân. À, chị Dung ở Bình Tân nha. Ghé mùa tiền vàng Kim Anh Thảo là hai sản phẩm rất là đẹp nha quý khách ha. Thứ nhất là một cái lắc tay nè, lắc tay bản thương hiệu nha, rất là đẹp luôn. Của nó là si hai màu nha quý khách, rất là sáng luôn. Từng cái mắt của nó là dập máy nha, dập máy chấm bi nè, thiết kế rất là đẹp luôn nè. Cái này trọng lượng cái lắc tay này là 8,79 luôn nè, rất là sang luôn. Đây em đeo cho chị Nhung nha. Khóa của nó đẹp lắm. Đó. Rất là đẹp luôn, vừa y tay luôn, rất là xinh luôn nha quý khách nha. Và chị cũng mua thêm là một cái lắc tay, một cái nhẫn nha. Một cái nhẫn nữ trang 980, nhẫn kim tiền. Kim tiền hình thôi nha quý khách. Cái nhẫn này trọng lượng của nó là 3 chỉ 2 ha. Đây em đeo luôn cho chị nha. Đó. Rất đẹp luôn. Và một cái lắc, một cái nhẫn rất đẹp luôn ha. Đây tổng giá trị hai sản phẩm mà chị Nhung mua ngày hôm nay là
47.720.000. Cảm ơn chị Nhung nhiều quá chị Nhung. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Thì chiều hôm nay là có chị Phương. Chị ơi mình ở đâu á chị? Bình Tân. Dạ chị Phương ở Bình Tân nha. Ghép mùa tiệm vàng Kim Anh Thảo là một bộ đồ cưới nha quý khách ha. Đây là gồm một cái kiềng và một cái vòng tay rất là đẹp luôn. Này là vàng 980 nha. Nữ trang 980. Rất là xinh nha quý khách. Đây. Cái này là cái kiềng nè. Kiềng này là kiềng dẹp ha. Kiềng dẹp chạm hoa văn nè. Nó có hai mặt luôn. Thứ nhất là mặt hoa nha quý khách ha. Bên em là có hai mặt đầy đủ nè. Đó, phía sau của nó là hình rồng long phụng luôn ha. Long phụng xinh vầy rất là sang luôn nè. Và chị đi kèm theo là một cái vòng tay ha. Đây. Một cái vòng tay. Rất là đẹp luôn. Hai cái này có trọng lượng là 5 chỉ ha quý khách ha. Kiềng là 3 chỉ còn vòng là 2 chỉ. Rất là đẹp luôn. À, tổng giá trị hai sản phẩm này là 25 triệu ha. Chị ơi đem đeo cái tay cái vòng cho mình nha. Tay chị đây nhỏ nhỏ xinh xinh, đeo những cái này rất là đẹp luôn nè. Rồi, tiệm em rất là hân hạnh được xe duyên cho anh chị nha. Đây, rất là dễ thương nha quý khách ha. Bên em là có đủ size và đủ ni luôn nha. Từ ni 46 đến ni 64 và ni lớn luôn nha quý khách ha. Vòng 24, trên vàng 980 là vàng cưới ha. Đây, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi đem bảo hộp cho chị. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Thì tối hôm nay là có lọc của chị Ngân nữa nha quý khách ha. Hôm qua là máu tậu là mấy bộ xi măng nè. Đó, rất là xinh luôn ha. Máu tậu ngày hôm qua luôn. Hôm nay là dây này dây cao cấp mới về luôn nha. Dây thương hiệu luôn. Rất là sang luôn nha. Trời quá trời xuất sắc luôn. Chính giữa nó là kết hoa nha. Kết hoa nhị tấm luôn. Rồi từng cái mắt của nó làm thương hiệu rất là đẹp nha quý khách nha. Hàng xuất sắc luôn á. Thiết kế là cực kỳ sang luôn. Trọng lượng vàng của nó là 5 chỉ 8 nha khách yêu ha. Đây. Đeo lên cổ luôn á chị. Lên cổ chị rất đẹp luôn nha. Trời ơi quá trời đẹp luôn nha. Cái dây này là mình không cần phải đeo mặt luôn. Đeo dây không thôi. Ở phía sau họ có làm toàn ten rất là đẹp luôn. Đó. Đeo sát cổ giống vậy nè nha khách. Này muốn mình muốn dài hơn chút xíu nó cũng được nha, vì nó có tăng đơ phía sau luôn. Cái dây này tổng trị giá của nó là 21.270.000 ha. Cảm ơn chị Ngân nhiều quá chị. Máu ruột luôn á. Thì rồi, cảm ơn chị nhiều ha. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Thì tối hôm nay là có lọc của chị Kim Ngân nha. Chị ở đâu ghé chị? Dạ chị Kim Ngân ở Tân Phú, ghé mùa tiệm vàng Kim Anh Thảo là hai bộ xi măng rất là đẹp luôn nha quý khách ha. Đây, xi măng là bản móc máy, bản mo nè quý khách nè. Bản mo ha, bản mo 3 ly. Chạm bi chính giữa luôn nha, dập bi chính giữa rất là đẹp nè. Đó. Rất là sáng luôn nha. Cái này là 18 dòng nha quý khách, 18 dòng là trọng lượng là gần 1 lượng 2 nha. Em đeo hết cho chị luôn. Tay của chị nhỏ nhỏ xinh xinh, đeo rất là dễ thương luôn. Khách nào mà mua xi măng hãy ghé của tiệm em nha. Xi măng là rất là nhiều mẫu luôn, đa dạng luôn. Đây, tổng giá trị 18 dòng xi măng này là hơn 40 triệu nha. Rất là đẹp luôn. Tay chị tròn nè. Đó. Rất là đẹp. Bắn mo đeo ôm tay dễ thương lắm luôn khách. Mo tròn vuông thì bên em đều có sẵn luôn ha. Thì rồi. Cảm ơn chị Kim Ngân nhiều quá chị. Ghé mua tiền vàng của em nha. Cảm ơn anh chị ạ. À. Dạ anh xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. À. Lọc cuối ngày của em nè. Chị Ngọc ở quận 5, chị qua ủng hộ Kim Anh Thảo em một sợi dây nha. Đây chị lựa một dây sóng bướm. Cực kỳ sáng luôn á. Đây là móc máy theo công nghệ Ý nha. Sáng ánh đều luôn. Phơm dây này là bên em có từ 2 chỉ mấy tới 4 5 lượng luôn. À, đẹp chưa? Cái dây này của chị là 9 chỉ 3.9 nha. Chị Ngọc đeo luôn không ạ? Dạ không em bỏ hộp. Để hộp cho chị ha. Này. Chị không đeo mặt hả? Không. Có đeo không thôi. Rồi chị giá sợi dây của chị Ngọc là 32.700.000. Em để vô đây cho chị Ngọc hết ha. Dạ rồi em cảm ơn chị ạ. À. Dạ địa chỉ tìm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. À. À, tối hôm nay là có gia đình cô Thúy, anh Sơn, chị gái tên gì? Dạ Hân. Chị Hân. À, gia đình, nguyên một gia đình cô qua ủng hộ Kim Anh Thảo em nè. Đây, cô qua cô lựa hai bộ xi măng. Đây là vàng móc máy mũi xoàn nha, cực kỳ sáng luôn. Bạn này là bạn 4 ly nè. Đó. Hai bộ này của cô là thôi đó, hai bộ của cô là 1 lượng 3, 6.5 phân. Cực kỳ sang luôn á, sáng ánh mũi xoàn nè. Cô từ Vĩnh Lộc luôn á, cô ở Vĩnh Lộc qua đây.
bên con là một thiên đường xi men luôn, đủ thứ đi hết nên khách gần xa gì ghé bên con nhiều lắm. Đó, cực kỳ đẹp luôn ha. Con cảm ơn cô nha. Cô lựa cho chị thêm bộ xi men nữa nè. Chị gái em đeo cho ha. Đây, chị là chị lựa mẫu chữ đeo nhìn trẻ chung. Chị đeo anh đi 58 nè, bản này bản 3 ly. Xinh ghê luôn á. Màu đẹp của chị, đẹp chưa? Chữ Vinh Hoa Phú Quý đang xen móc máy nè. Chữ đây là phun cát nha. Bên em là vàng sau này là vàng đổi ngang bù tiền công thôi, không có bù trên lệch vàng chị ha. Rồi tổng nguyên bộ nữ trang của gia đình mình là 70.500.000. Em gửi chị hóa đơn. Rồi cảm ơn chị nhiều ạ. À.